kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý vị trong không khí mùa xuân tràn đầy niềm hỷ lạc xuân đến khắp muôn nơi từ thành thị đến xóm làng từ đồng bằng ra tận hải đảo xuân mang cho ta nhiều lộc biết cho ta niềm phấn khởi hân hoan mang cho ta nhịp sống căng tràn ngày nay cuộc sống nhộn nhịp và đưa mỗi người chúng ta đến tầm cao mới theo nếp sống hiện đại nhưng dù cuộc sống này có phát triển đến đâu thì mỗi người chúng ta cũng đều cần gìn giữ truyền thống dân tộc đã hiển hiện từ bao đời tết xưa nơi mảnh đất thiên liên của miền tây sông nước châu đốc an giang một địa danh có rất nhiều huyền sử đã in đậm một thời niên thiếu của thượng tọa thích thiện thuận viện chủ viện chuyên tu tại tỉnh đồng nai và những kỷ niệm tuổi thơ thật khó phai mờ theo năm tháng nhưng dịp xuân về thầy sẽ kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện của tết ngày xưa cái tết tuổi thơ đầy gian khó nhưng cũng thấm đượm tình người tình yêu quê hương đất nước chương trình được chúng tôi ghi lại trong một buổi trà đàm chiều xuân bên hiên viện chuyên tu bao giờ nhưng mà trong thâm tâm của Thầy mỗi khi Tết đến trong lòng nó có nhiều cái cái suy nghĩ mi mang về cái quá khứ à, trong đó có vui, có buồn à, không thể nào tìm được cái cảm xúc đó ở trong những cái mùa xuân của hiện tại có thể là những cái quá khứ xưa nó đã trở thành món quà của dĩ dãn. Cho nên động lại trong ký ức của mình những thứ ngọt ngào mà không thể tách rời được trong cuộc sống. đó là những nét văn hóa mà chúng ta không thể tìm ở đâu thấy. Thầy nhớ hồi nhỏ, thầy thích Tết vô cùng. À, ngoài cái vấn đề là được uh, mặc áo mới, được uh, ăn mứt, ăn bánh. Ở xưa không có nhiều bánh đâu con lúc sư phụ còn nhỏ cái thời bao cấp mà mấy năm bảy mươi mấy tới tết mới có bánh mới có mứt cho nên là tết là mình thích được bánh mứt được uh, lì xì được mặc áo mới nhưng mà vui nhất đó là những cái ngày tháng mà chuẩn bị tết đó là đi uh, được đi về quê nhà sư phụ ở châu đốc nhưng mà quê nội ở tân châu là cách nhau một con sông con sông hậu chỉ có mười mấy cây số thôi nhưng mà được đi nó là cả một cái hành trình của tuổi thơ được về quê thì à, mấy đứa con biết về làm gì không đi dọn mồ mả của ông bà sùa thấy đây là một cái nét văn hóa phải nói nó là cái hồn của người việt nam mình trong những ngày mà mình đón tết mình vui thì chuẩn bị mình vui thì mình phải nhớ tới ông bà của mình tổ tiên cha mẹ những người đã khuất trong dòng họ của mình dọn mồ dọn mã dọn cỏ rồi quét dôi lại mà ngày xưa đa phần đó là mộ đất tại vì ở quê nghèo mà ít có mã xây lắm những ngôi mộ nào xây thì sẽ được quét dôi lại còn những ngôi mộ nào mà bằng đất sẽ được đắp lại đàng hoàng rồi những cái buổi cúng tế sư phụ thay má sư phụ bài ra một cái mâm cúng đủ thứ thức ăn cũng vui và hoàn toàn trong cái suy nghĩ của một đứa trẻ mình không hề biết là cái việc đó nó có ý nghĩa gì nhưng mà cảm thấy rất là vui khi được tham gia những cái công việc đó thí dụ như mình nhổ cỏ mình dãy cỏ rồi mình quét vôi lăn xăng lăn xăng tiếu tích với lại những người lớn rồi đó là cái dịp mà được đi về quê rồi được đi đi một vòng để mà nói chuyện với nhau giữa những người lớn họ cùng dọn dẹp những cái khu mộ đó thì cái khu mộ ở trong dòng họ giỏ của nhà sư phụ rất là nhiều trải qua bốn đời trôn theo thứ lớp đó thì có một cái sự phân công rất là rõ ràng họ nào ai quản lý thì cái người đó phải chịu trách nhiệm vận động những người trong gia đình đi tới để dọn mồ mả rồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ đến sau này sư phụ mới hiểu ra được rằng là sau một năm mà mệt mỏi vất vả khi người ta đem cái tấm lòng người ta dành cho cái người thân ông bà cha mẹ quá cố của mình thì nơi đó nó không còn hiềm khích nơi đó nó không còn hơn thua không còn ganh đua không còn thù hiềm gì nữa bởi vì thực ra cuộc sống kiếm tiền nó càng ngày nó đẩy con người đi xa và vì cái tâm tham của mình nó lớn quá cho nên là mình dễ dàng sẽ rơi vào những cái sự xung đột mà trong đó xung đột của tộc họ của gia đình của quyến thuộc là những mối xung đột mà rất khó được giảng hòa cho nên mấy đứa con thấy tại sao mà cứ anh em kiện tụng với nhau rồi thậm chí cha mẹ với con cái tranh giành tài sản với nhau họ hạng nhau mà giải quyết không dứt nhưng mà trong cái buổi mà đi dạy cỏ mã đi làm à, dọn dẹp mồ mả ông bà cha mẹ tự nhiên mọi cái hiềm khích nó được xóa nhòa nó không còn tồn tại nữa thì suy nghĩ của sư phụ là một đứa trẻ chạy lăng tăng chơi bám chân người này bám chân người kia nhưng mà cũng cảm nhận được cái niềm vui ở trong tộc họ trong họ hàng đó là cái niềm vui thứ nhất cái thứ hai là ở nhà mình thì nó có cái tục gọi là đưa ông táo về trời ngày 23 23 tháng chạp thì lúc đó là các anh chị em trong nhà chia công chuyện với nhau người nào tháo màn xuống là tháo màn xuống giặt vũ rồi người nào đi 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 đi, đi, đi quét dán nhện là quét dán nhện rồi quét vôi nhà lại rồi sửa sang những cái chỗ hư hao này kia. Dường như một năm lao động vất vả, người ta quên đi mọi thứ xung quanh. Tới cuối năm mới có dịp mà chăm sóc lại cho cái ngôi nhà của mình. Đặc biệt nhất đó là một cái một cái việc làm mà sư phụ thấy rất là vui đó là chùi lư. Mấy đứa con có tham gia cái công chuyện này chưa? Ở nhà sư phụ có cái bàn thờ của nguyên thác tổ nó cổ lư thì tới cuối năm là đem lư ra chùi mà thời đó đó sư phụ nhớ là sư phụ phải đi tới cái nhà của bác hai đó xin cái trái khế tây trái khế mà nó chua ơi là chua bây giờ nói tới còn ê răng mà hồi nhỏ không biết sao mình nhai mình ăn được hay thì nghe đi hái khế là thích lắm hái cho cả rổ vừa hái vừa ăn rồi đem về để mà trà lư cái chắc chua chắc axit đó nó sẽ ăn mòn cái lư đó mà một năm mới đem ra chùi lư một lần thật sự có khi á Cuộc sống nó làm cho con người xa nhau Nhưng mà khi ngồi quay quần lại Bên một cái bộ lư để chùi lư Cha con, anh chị em với nhau Nói chuyện rơm rã Vui vẻ lắm Đúng là Đó là những cái kỷ niệm mà Có thể nói nó trở thành Những cái ký ức không thể nào quên được ở Trong lòng của sư phụ Đại sư nghĩ rằng Nó là một cái nét văn hóa rất là đặc biệt Rồi Tết đó Sư phụ thấy các anh chị lớn của sư phụ có gia đình Sẽ tập hợp về nhà Chúc Tết ba má sư phụ Ba má sẽ lì xì hết Rồi tất cả đều cúng cơm cho củ quyền thất tổ Rồi ăn một bữa cơm Toàn thể gia đình Trong một cái ngày đầu tiên Mà có một cái chuyện sau này sư phụ mới hiểu ra Là má sư phụ rất là khó Rất là khó Con cái mà chịch là hay la Thì ba sư phụ dặn á Bà nhớ ngày mùng 1 không có la với đứa nhỏ nha qua mùng 2 cứ la mùng 1 không được la hễ mà mùng 1 la là nó xui luôn nguyên một năm cho nên là có giận cách mấy có buồn cách mấy có bực cách mấy cũng nín lại ngày mai la bữa nay mùng 1 không la sau này mới thấy được rằng là cái ngày mùng 1 rất là quan trọng đối với lại cái người dân tộc Việt Nam mình đón Tết cổ truyền phải đem tới cái niềm vui cho nhau một cách trọn vẹn quan hỷ đến cho nhau trao tặng nhau để để biểu thị cái sự mong ước là một năm chúng ta được vui vẻ sau cái bữa cơm đó ăn sớm lắm con sáng là thấy 7 giờ là tới chúc tết xong là ăn cơm ăn cơm đầu năm sáng sớm xong rồi đó ba má phụ dẫn hết anh chị em về quê bắt đầu chúc tết ông bà nội chúc tết ông bà nội xong rồi ấy, cũng ăn cơm ở nhà ông bà nội một buổi cơm trưa đó sư phụ còn nhớ trước nhà ông bà nội sư phụ có một cây nhãn mà ngày xưa chỗ cái 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 trái hiên nhà đó nó có một cái lu nước là múc cái gáo nước đó uống nước luôn rồi cái cây nhãn nó xà xuống sư phụ nhớ là trái nhãn bỏ vô trong mấy cái lồng mấy cái lồng mà đang bằng tre đó. là ông nội sư phụ dối tay hái cái nhãn đó cho sư phụ ăn nhớ hoài cái hình ảnh đó lúc đó sư phụ chắc chừng bảy tám tuổi gì rồi sau khi dùng cơm với lại ông bà nội xong cũng chúc Tết vui vẻ trò chuyện mà hồi xưa không có máy chụp hình nói năng rơm rã lắm rồi cái đi bắt đầu đi thăm họ hàng bà con với nhau đi một vòng thì người lớn nói chuyện với người lớn thì con nít xúm với con nít thế giới của con nít là một cái thế giới rất là huyền ảo và nó nó là một thế giới như là một thần tiên coi như là vô tư vô lo không buồn không phiền xúm nha mặc áo đẹp mà cũng lăn với đất chơi nhưng mà hơn một cái là người lớn không bao giờ dám la mình ngày mùng một tết cho nó tha hồ mà trà lết quết sản chơi kiểu gì đủ trò cũng không bị la hết thiệt là vui một cái ngày mùng một tết là tới chiều rồi mới về nhà về nhà tắm rửa rồi ăn cơm rồi xúm xích nhau rồi đi thăm chòm sớm tối lại có thêm cái chương trình đi thăm chòm sớm nữa tức là suốt một cái ngày mùng 1 bận rộn đầu tiên nhất là dành cho gia đình thứ hai là dành cho họ hàng là buổi trưa buổi chiều tối là dành cho chòm sớm cho nên tình cảm nó rất là thân thiết mà mấy đứa con biết hồi xưa đó không biết cái sớm của sư phụ có phải cái sớm nhiều chuyện không nhưng mà con nít của sư phụ là quen hết trong sớm đó và người lớn cũng quen hết tức là cái thế hệ thứ nhất là ba má sư phụ là quen hết người lớn với nhau trong cái xóm đó mấy trăm căn nhà đã quen hết rồi mấy anh chị là cũng chơi với nhau trong trang lứa về xúm nhau chơi với nhau rồi tới cái 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 thế hệ con nít của sư phụ nhỏ nhỏ đó cũng chơi với nhau nó vui vẻ như vậy đó cho nên là cứ nhớ những cái ký ức mà mà những cái kỷ niệm mà ngày xưa tết về là nó có không khí rất là vui sư phụ nhớ hồi xưa có cái pháo gọi là pháo giật mấy đứa con biết pháo đó không chắc là mấy đứa con không có biết một cái khúc pháo nó ngắn như thế này nó có hai sợi dây thế là nắm hai sợi dây giật ra là nó nổ mà con người ta nó có những cái mâu thuẫn thích chơi pháo nhưng mà khi pháo nổ thì nhắm mắt đưa gì giật có anh hùng thì để gì giật đi thấy không cuộc sống con người ta nó có những thứ rất là mâu thuẫn mình thích nghe tiếng pháo thích khám phá thích cảm giác mạnh nhưng mà khi trải nghiệm thì chúng ta lại cố tình né tránh chúng ta sợ chúng ta không dám đối diện chắc mấy đứa con lớn lên là việt nam cấm đốt pháo rồi Hồi nhỏ ở quê sư phụ có đốt pháo giao thừa là đốt pháo vui lắm rồi thêm có cái màn là đi chạy đi giật pháo gan lắm pháo nó nổ nguyên dây dài vậy đó cái là rồi mình kiếm cách mình giật cái văng ra để mình lấy cái, cái cái dây còn lại chưa có nổ đó đem về nhà mình đốt luôn manh vậy đó mà cả sớm nha con Cô nít nhà giàu nhà nghèo gì cũng chơi vậy hết chứ không có đợi phân biệt là nhà có điều kiện là được mua pháo chơi mà nhà không có điều kiện đi giật đâu mà là cái tinh thần đi giật pháo là tinh thần chung của mấy đứa con nít cái thời đó. Vui chơi rất là hạnh phúc. Cho nên sư phụ thấy mấy người lớn tuổi đó họ họ có một cái điều họ tâm sự nhau rằng là đúng là kinh tế thị trường bây giờ phát triển nhưng mà họ rất là ước ao được sống lại với, người, với lại những cái ký ức của văn hóa của đạo đức mà cái thời khó khăn thời đó nghèo lắm mấy đứa con nít ở quê sư phụ không có quần dài đâu quần xà lõn thôi mà mặc đồ mới là cái bộ là cái quần với lại cái áo nó giống nhau là toàn bộ xà lõn không chứ không có biết mặc cái quần dài là gì đâu khi mà ba má sư phụ hoặc là anh chị sư phụ dẫn đi thăm hàng xóm thì người lớn sẽ chơi với người lớn sẽ nói chuyện với người lớn mà con nít thì chơi với con nít tại vì nhà nào cũng có ba thế hệ ở chung hết không có giống như mấy đứa con bây giờ lớn chút thôi con dám làm phiền ba má ba má cho con ra ở riêng đi xin lỗi ai làm phiền ai con hả mình cũng muốn có không gian riêng đúng không nhưng mà mình đổ thường vậy sự thấy vui nhất là cả làng sớm chơi với nhau thế hệ nào chơi với thế hệ đó ông bà thì chơi theo ông bà ở cái cấp tuổi cao niên thì chơi với cao niên rồi trung niên chơi với trung niên rồi cái lớp mà các anh chị của sư phụ là lớn hơn hai mấy ba tuổi là chơi chung nhau lớp sư phụ nhỏ mà mười mấy tuổi chạy xuống đó là chơi chung với nhau mà cả sớm cả làng đều quen với nhau biết với nhau nó có một cái niềm vui nữa đó là sự nhớ gần tết là cái mùa xạ lúa cái vụ đông xuân ở quê sư phụ một năm làm có hai vụ lúa thôi vụ lúa đông xuân với vụ lúa hè thu thì khoảng qua noel cho tới tới tết đó là đi xạ lúa lúc đó là nước ngập đó, nó, 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 nó rút hết rồi bắt đầu đi xả lúa thì người dân quê con biết người ta làm bằng cách nào không nhà ta lúa ruộng nhiều thí dụ như nhà của sư phụ tới lúc mà đi xả lúa đi dọn cỏ bờ đó nước nó trôi nó, 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 nó trôi cỏ trôi rau muống vô đó khi nó rút xuống đó thì bắt đầu nó ngập đầy ở trong ruộng bắt đầu phải đi dọn rất là cực lắm rồi bắt đầu mới làm đất lại bắt đầu mới xả tất cả làm bằng thủ công nhưng mà nhà mình có đông nhất nhà sư phụ là đông nhất ở xóm đó nha chưa chưa đông nhất mấy đứa con biết nhà sư phụ mấy người không có hàng chục à mười anh chị em sư phụ là út nhất có cái nhà bác hai kia 16 người trời sư phụ nghĩ cái bà bà bác hai đó bà đẻ chắc bà không mà rảnh đẻ 16 đứa con là đẻ ghê lắm thì nhà mình có 10 người thì làm sao mà làm hết hai ba mẫu ruộng thế là mấy cái nhà kia đó sẽ tới đi làm làm công cho nhà sư phụ không lấy tiền rồi tới cái nhà đó đó làm đó thì nhà sư phụ sẽ đi tới đến làm công cái đó gọi là làm dần công thì cái không khí đó không khí lạnh của Tết đi dọn cỏ bờ dọn đất dọn đồ để xả lúa rồi cho tới tất cả những công việc đồng án thời đó là thời kinh tế nông nghiệp mà nông nghiệp của miền Nam là nông nghiệp lúa nước với lại làm giường thì nó có một cái văn hóa như thế cho nên trộm sớm thương nhau lắm con thân nhau lắm nhà nào mà có cái chuyện gì là cả sớm bu vô còn bây giờ sư phụ thấy sao hiện đại quá Hai nhà sát dách nó không biết nhau Không biết mặt nhau Thậm chí nhà bên cạnh đó, Có tan tan, tan tan chế tan gì Nhà đây nó cũng không có đi qua tháp nhang nữa Kỳ quá Sư phụ không biết hiện đại kiểu gì Cho nên sư phụ ước gì sống lại Thời xưa là mình được thương nhau Được thân nhau, được quen nhau Cả làng, cả xóm biết với nhau Cái tình cảm nó thân thiết như vậy <laughs> có một chuyện nữa là hồi nhỏ không biết bây giờ nhà mấy đứa con Tết là có kho thịt không kho thịt với trứng vịt phải không nhà sư phụ là ở sớm ngã ba nhà thờ sớm lao động cũng có nhiều nhà nghèo thì nhà sư phụ thì cũng không có đến nỗi nghèo lắm cái chiều cái ăn cơm cái sư phụ bới một cái tô cơm cái là chạy qua cái nhà hàng sớm ăn cái đổi thịt cho cái nhà đó cho cái đứa mà đứa bạn mà nó cùng tuổi với sư phụ á đổi thịt cho nó ăn rồi nó đổi cá lại cho mình ăn rồi chạy qua cái nhà bên kia cứ là trong sớm chạy với nhau mà đổi thức ăn để ăn thì à, có một lần sụ đi tới nhà của cái, cái thằng đó nó tên là thằng dũng nó đi giữ dịch cho nhà của sư phụ nhà nó nghèo lắm thì mấy ngày tết nó được nghỉ thì sư phụ chạy qua cái nhà nó sư phụ cũng tính giống như là mấy cái nhà kia em hãy có cái gì cho tao ăn ấy là cái dở nắp nồi ra cái tính múc là đổi đồ ăn nhà nó không có cái gì ăn hết dở cái nồi ra không có cái gì hết trong cái nồi cái sư phụ mới hỏi bộ nhà mày không có gì ăn hả thì má nó mới đi tới Nó nó không có mà thầy nhớ hoài cái ánh mắt của cái cô đó rất là buồn và nước mắt chảy xuống thì trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mà thầy chạy về nhà thầy múc cho một tô thịt xin lỗi bây giờ mình đi tu rồi mà nói thịt tự nhớ nó hơi kỳ kỳ nhưng mà cái này nó là sự thật thầy múc một tô thịt với lại trứng dịch thầy đem qua thầy cho thầy cho nó nó ăn cái ngày hôm sau đó cái nó nó hỏi thầy chứ nhà mày còn chiến dịch hết cho chiến dịch nữa cái là thầy đi múc thêm một tô nữa cho nó cho nó ăn cái má thầy nói ủa sao cái nồi thịt nhà mình mau hết quá vậy đứa nào mà ăn dữ vậy bay thầy ngồi im re hả xong cái mấy đứa con biết không chị mười chị mười của thầy bả nhiều chuyện kinh hồn luôn bả mét thầy ở nhà thầy tên Trinh thầy tên là võ trường trinh cái chỉ mới mét là chứ nói thằng chính á nó múc thịt đi qua nhà anh dũng cho hai tô hết rồi thì thầy mới nép mình vô trong cái cánh cửa thầy nghĩ là sẽ bị ròn hoặc là sẽ bị rầy bị la vậy đó nhưng thầy không nghĩ rằng má thầy lại suy nghĩ khác thế là má thầy đi mua thịt về rồi kho một nồi đem qua cho nhà của người đó, đó là một cái bài học về sẽ chia cái tình yêu thương mà trong cái thời gian khó với nhau, từ cái lúc thơ ấu, má thầy không nói gì hết, má thầy không nói tiếng nào, nấu một nồi thạch đem qua, thầy biết cái chuyện đó, tại vì má thầy kêu thầy đi với thầy, đi chung với má, đã đem qua cho, và thầy nhớ hoài cái hình ảnh mấy mẹ con ở bên đó xứng với nhau mà ngồi khóc tại vì có được một cái nồi thịt kho mà ăn đối với nhà nghèo mà cái thời xưa nó là một xa xỉ nhưng mà tình cảm chồm sớm thân thiết với nhau lắm phải nói thân với nhau như là nhà này trở thành ruột thịt của nhà kia lớn lên sư phụ mới hiểu được cái câu là bà con xa không qua được láng giềng gần chồm sớm thương với nhau thân với nhau tình cảm với nhau chia sẻ với nhau trong từng cái 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 buổi ăn rồi trong từng cái công việc đồng án làm việc và cái cảm giác mà mỗi khi mà tết về đó sư phụ cứ nhớ hoài những cái hình ảnh đó nhưng mà từ ngày đi xuất gia tới bây giờ thì à, sư phụ không còn có được cái cảm giác để được ăn tết ở quê được về quê được thăm mọi người mà trước tết thì sư phụ lại tranh thủ đi về để thắp nhang cho mồ mã ông bà cha mẹ với thăm gia đình một chút rồi phải lo cho thiền môn thì mấy đứa con biết ngược dòng thời gian 30 năm trước hơn đó khi sư phụ xuất gia vô diện chuyên tu tết buồn lắm con mấy đứa con biết tại sao không không có bánh mứt không có bánh tét cũng không có quần áo mới cũng không có ai lì xì bởi vì chủ trương diện viên tu là một tu viện khép kín không mở cửa tiếp khách ngày nào cũng như ngày nãy cho nên không có chuyện mùng 1, mùng 2, tết ngày nào cũng tu y như vậy cũng tụng kinh y như vậy cũng làm việc y như vậy cái có một bữa cái thầy mới xin sư ông xin tiền đi mua bánh mứt về để ăn tết cái sư ông mới nói ở trong chùa nếu như mình tu tập đúng thì ngày nào cũng là tết nếu như chúng ta tu tập chân chánh thì ngày nào cũng là cái ngày mùng một tết tại vì sao tại vì mình đang làm sứ giả đem điều quan hỷ đến cho tất cả mọi người qua cái sự nỗ lực tu tập của bản thân mình. Mà ngày mùng 1 Tết là ngày gì? Ngày đại quan hỷ. Ngày dí của Đức Phật Di Lặc. Ai cũng phải cười, ai cũng phải vui và mình trao gửi cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc tới cho tất cả mọi người. Thì sứ mạng thiên liêng của người tu là đang trao gửi cái 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 cái, cái, cái niềm hoan hỷ đó. Thì mình tu tập tốt, là mình trao gửi cái niềm niềm tin, cái tình cảm và cái sự quan hệ tính cho tất cả mọi người, cho nên ngày nào cũng là tết hết. Sư phụ có cảm giác tết bây giờ đó nó lạc lỏng. Nó không có thấm thiết tình cảm. Cái thứ nhất là do trách nhiệm, bởi vì bây giờ sư phụ làm trụ trì rồi. À, phải lo rất là nhiều thứ cho một cái tết lo cho bà con lo cho phật tử lo cho đồng bào nghèo lo cho đệ tử rồi lo cho chùa rồi cái thứ hai đó là dường như cái sự kết nối của mình với là tất cả mọi người đó nó chỉ còn lại là hình thức gặp nhau toàn là nói những cái câu mà nó như là một cái một cái máy được cài đặt sẵn tết chúc khỏe bình an vậy thôi rồi mình trao gửi nhau một chút quà lì xì lọc đầu năm tuy rằng mỗi người cảm nhận một điều khác nhau nhưng sư phụ thấy rằng cái tết bây giờ nó không có cái thấm thiết cái tình cảm giống như cái tết của ngày xưa mấy đứa con thấy ấy, chuẩn bị tết của ngày xưa là gói bánh tét trong đây mấy đứa con ai biết gói bánh tét có một người biết rồi cậu thấy không một cái bài bánh tét ra gói ra bao nhiêu người quay quần lại trong nhà mình thậm chí hàng xóm cũng tới nhà mình gói rồi ngồi canh bánh tét buổi tối ngồi canh bánh tét là thường những người lớn là nghỉ hết rồi thanh niên mới ngồi canh bánh tét rồi có chuyện của thanh niên nói với nhau trong cái thời đó mà con biết cái thời mà sư phụ còn nhỏ mấy anh sư phụ lớn là thời đó là thời gì chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc cho nên tất cả phải dồn hết sức mạnh của thanh niên cho cuộc chiến và mọi người thành phần còn lại cũng phải hoạt động để phục vụ cho cuộc chiến cho nên có những câu nói của những con người đó thấm thiết tình cảm lắm bởi vì một khi họ đã rời khỏi gia đình họ ra đi vào trong chiến trường cho nên thanh niên sẽ có những cái cách nói của thanh niên bên cái nồi bánh tét rồi phụ nữ có cách nói của những người phụ nữ lo lắng cho gia đình bên cái nồi bánh tét rồi khi cắt bánh tét ăn mấy đứa con mới thấy nó có cái mộc mạc của cái người dân tộc việt nam bữa hôm chùa sư phụ có bánh tét sư phụ kêu mấy người phật tử trẻ trẻ cắt bánh tét sổ bất ngờ ghê nó cầm nguyên đầu bánh tét lấy cái dao bập 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 sổ trố mắt nhìn nó như là người hành tinh khác sổ nhớ nhớ y như đúc cái cảnh ngày xưa má sư phụ cắt bánh tét là tháo cái dây bánh tét mà cột bánh tét đó tháo cái dây đó ra rõ rồi, rồi tháo lá từ từ chừa lại cái phần lá để cầm trên tay và một cái đầu dây đó cắn trên cái răng một cái tay quay cái bánh tét lại xiết lại. lại để cho nó đứt cái phanh bánh tét xuống mà nó rất là đều. mà mấy đứa con thấy cái hình ảnh nó đẹp không nó rất đẹp mà nó rất là mộc mạc rất là dân dã dạ. cái đó là gì là hồn của dân tộc đó con chứ mấy đứa con được tính cái hồn dân tộc là đợi đem cái trống đồng chả bá ra mới gọi là hồn của dân tộc xin thưa nó bàn bạc ngay trong cái cuộc sống của mình từ cái cách mà nứt bánh tét mà phải nứt cho thật là điều. không phải ai cũng có thể làm được nhưng mà người phụ nữ xưa ai cũng làm được điều đó thậm chí đàn ông cũng làm được còn mấy đứa con bây giờ sống hiện đại quá rồi cho nên là những thứ đó nó trở thành món quà của dị dãn không làm được bóc bóc bánh tét vảnh vảnh tay lên sợi dơ bóc vô cái nếp nhựa sao không dơ được cứ cầm vô nó mới chắc sư phụ thấy mấy đứa nó dành cầm rất cực rất đắt khỏi ăn cầm cho chắc để thấy được rằng cái hồn của dân tộc tinh túy chỗ cái cái lúa nếp này cái miếng nhân đậu này là những thổ sản này bằng mồ hôi nước mắt nhưng nó nuôi lớn bao nhiêu thế hệ của người Việt Nam từ thở cha ông đi mở cõi cho tới bây giờ miền Bắc thì có bánh trưng miền Nam thì có bánh tét nhưng mà nó nơi đó nó đều có cái cái, cái sự tiếp nối của cái văn hóa dân tộc và cái hồn đó nó được duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng cái cách xử lý hết sức là mộc mạc và bình dân với những gì mà người ta đang có bằng cái sự tư duy sáng tạo đâu cần phải dao mà dao nào cắt bánh được con cái nhựa đó nó dây nó dính nó, nó, nó bó chặt cái dao lại cho nên người ta dùng cái dây đó người ta người ta cắt luôn mà con biết không vừa cắt mà vừa canh để trong một cái bánh đó trong một cái dĩa bánh đó đó mấy cái khoanh nó sẽ thành một cái bông cả đó mới là khéo mới là hay mới là mới là đẹp cho nên là mỗi một năm chùa sư phụ có một ngày lễ hội gói bánh trưng bánh tét để khơi lại cái niềm tự hào văn hóa dân tộc và cái truyền thống mà không thể nào có được ở nơi khác cho Phật tử ý thức được điều đó và chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn nó chứ không phải tôn vinh nó bằng những cái bài ca bằng những bài thơ mà bằng những cái cái việc làm rất thực tiễn cho nên là mấy đứa con đứa nào không biết gói ngày 27 tháng chạp tới chùa sư phụ dạy gói sư phụ có trừ hao bánh hư rồi tại vì cho mấy đứa con gói là chắc chắn hư gói không chặt nha buộc dây không chắc nha là nước nó nông vô nước nông vô thì bánh nó sẽ bị lền bánh bị lền là nó sẽ bị thiêu bánh mà cột chặt đó mà gói gói đúng đó là con để nửa tháng không hư đó là kỹ thuật mà kỹ thuật đó nó phải được truyền từ đời này qua đời khác bên một mâm cơm bên cái cách gói bánh tét mà ngày xưa nhà nào cũng gói bây giờ mấy đứa con thấy gói nó phiền quá phải không cho nên ra chợ mua cái nó xong Bây giờ đâu có ai, thậm chí người ta cũng không cột bằng dây chuối nữa, bằng dây lát nữa. Ta cột bằng dây ni lông. <laughs> nhìn cái bánh chuối, cái lá xanh, cái dây đỏ lồm, nhìn mắc cười quá. Nhưng đó là bánh Tết của thời công nghệ <laughs> đó. Sư phụ chỉ mong là Tết mấy đứa con nên xếp lại cái quỹ thời gian của mình để chúng ta có những khoảnh khắc dành cho người thân yêu đừng có gì bất cứ một lý do là con không có tiền con không đủ điều kiện mà phải dự toán trước cái sinh hoạt phí của mình để làm sao được về quê được quay quần với người thân yêu của mình ba mẹ của mình trong những ngày tết sự nghĩ đó là một điều hạnh phúc chắc chắn cuộc sống sẽ đẩy mấy đứa con càng ngày càng xa cái truyền thống đó chưa có gia đình cũng đã dướng bận cái chuyện cơm áo gạo tiền khi có gia đình có con cái thì mọi thứ nó lại cột chặt nhiều hơn và dần dần chúng ta sẽ xa cách và mấy đứa con sẽ cảm thấy trong một cái đêm đêm xuân nào đó mà chúng ta thèm khát cái hơi ấm của tình thân của gia đình. Chắc cũng phải xin phép Phật cho con nhớ một chút chuyện đời. Mặc dù ở trong chùa Tết sư phụ chuẩn bị Tết chu đáo nhưng sư phụ trong thâm tâm vẫn khao khát được sống với lại một cái Tết với người thân, với gia đình mà của cái không khí ngày xưa tiếc là tất cả đều là xa xôi bây giờ sư phụ có về quê ăn tết người thân cũng không còn được mấy người ba má và một số anh chị đã mất cho nên có muốn tìm lại cái khoảnh khắc đó thì nhà xưa còn đó cảnh cũ còn đó nhưng mà người thì ra đi biền biệt không về thì mấy đứa con cứ nhìn vào cái bức tranh của thầy đi thì mấy đứa con sẽ thấy được viễn cảnh tương lai của mấy đứa con cứ tung cánh chim bằng khắp bốn phương trời tìm kế sinh nhai rồi một ngày nào đó có những khắc khoải nhớ về quê nhà nhớ về hình bóng của người thân yêu và những cái cảm giác của cái tết nhưng mấy đứa con về mấy đứa con lạc lỏng lắm sẽ rất là lạc lõng sư phụ có học một câu ở trong thiền ngữ nói rằng phật quốc bất thắng xuân tức là nếu như chúng ta tu học chúng ta an trú trong chánh niệm thì coi như chúng ta đang ở quốc độ của đức phật mà quốc độ của đức phật nó là một mùa xuân miên viễn không có một mùa xuân nào của thế gian hơn cả tại nơi đó không còn bóng dáng của sự hơn thua sự tranh chấp đối đãi hận thù chỉ còn lại cái sự tịnh lạc và chánh niệm cho nên đi kiếm tiền quanh năm các con đã dành quá nhiều cái thời gian cho những cuộc chơi nào là cho bạn bè nào là cho đồng nghiệp rồi dành cho người mình yêu thương nhưng các con phải lâu lâu đặt lại một câu hỏi liệu chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa để dành cho người thân của mình ở gia đình trốn quê nhà lâu lâu hãy đặt một câu hỏi này để mình thấy được rằng mình phải cần có cái sự kết nối với gia đình để làm gì để một mặt là mình gửi gắm yêu thương mình truyền cái năng lượng tích cực tới cho người thân ở quê nhà, nhất là cha mẹ của mình. Và thứ hai là mình về đó mình cũng để nhận cái năng lượng tích cực, yêu thương để mình rời xa ba mẹ sau những ngày Tết mà tiếp tục đi vào cuộc đời. Để 10 năm sau các con sẽ có những câu chuyện hay để kể lại cho con của mình. Và 20 năm nữa Các con sẽ có những bức tranh đẹp của ký ức Để gợi lại Cho lớp con lớp cháu của mình Đừng quá sòng phẳng Đồng tiền chứ hẳn là thước đo của cuộc sống đâu Nó còn có những giá trị Mà quý hơn cả tiền Đó là giá trị văn hóa của dân tộc nó như là một cái hồn thiên của đất nước mà bất kỳ người việt nam đi đâu ở quốc gia nào ở lãnh thổ nào họ cũng đều nhớ nhà thương nhà nhớ người thân và nhớ những cái không khí tết thì mấy đứa con biết rằng đó là hồn dân tộc thầy trò chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn nó và làm cho nó phải được truyền nói không dứt đây chính là trách nhiệm của những người dân việt nam mấy đứa con biết không có một lần sư phụ được về quê đầu tiên sau khi xuất gia hồi đó đó là sư phụ trốn nhà đi xuất gia cho nên không dám về nhà về nhà sợ bị giữ lại cho đến 3 năm sau sư phụ mới được về nhà thăm nhà nhưng mà chưa tới 3 năm thì năm thứ hai đó sư phụ được sư ông á, dẫn đi về gò công để dự một cái đám dỗ của một cái chùa đó cái chùa đó là nó nằm ở trong quê sâu xe con biết mà từ đại tổng lâm mà đi về gò công á, không có tưởng tượng được đi 8 tiếng đồng hồ năm 1991 nghìn Đi 8 tiếng đồng hồ mới tới đó Rồi xe đậu ở ngoài Rồi đi bộ trên những cái bờ ruộng Cái bờ ruộng á Bờ gọi là bờ mẫu á Đi mới đi vô trong cái cái làng đó Ở trong trong đồng á Rồi mới tới cái chùa Tình cờ Sư phụ ngửi được cái mùi khói mà đốt rơm Khói đốt đồng á. Mấy đứa con ngửi được cái mùi này chưa Thơm lắm Hồi nhỏ sư phụ gắn bó với nó. Nó thơm mà làm cho sư phụ nhớ mà nhớ nhà nhớ gia viết. Tới khi đi qua một cái nhà đó ở trên cái đầu cái xóm đó. Thì sư phụ cũng nghe cái mùi rơm đốt. Nhưng mà cái mùi rơm này đốt nó có pha thon thoảng, xin lỗi, thon thoảng cái mùi phân bò. Là tại vì rơm cho bò ăn rồi gom lại đốt để đốt cho buổi chiều trạng dạng cho mũi đừng có cắn bò đó thì sư phụ bỗng dưng nhớ nhà nhớ vô cùng là hồi đó kế nhà sư phụ nhà bác hai giáp đó, có một cái chuồng bò tối nào cũng đốt đốt rơm mà ung mũi cho bò tuổi thơ sư phụ đi qua tưởng rằng chuyện đó mình không còn nhớ nữa nhưng bất chợt ngửi lại cái mùi đó mà mà thấy quê hương sống lại trong lòng của mình cho nên quê hương là những thứ rất mộc mạc mà nó không thể tách rời trong ký ức và suy nghĩ của mình cái đó mới là quê hương cho nên khi sư phụ đọc cái bài thơ của đỗ trung quân quê hương là chùm khế ngọt sư phụ nhớ nhớ nhà vô cùng tại vì hồi nhỏ sư phụ có đi ăn trộm khế có đi tới nhà của của bác cả giảng nó đi ăn cắp khế hay khế cây khế ngọt vui lắm rồi đi mà đi qua nhà bác cải giảng là phải đi qua một cái cây cầu tre qua một cái con kinh rồi mới đi đi ăn cắp khế cho nên đọc cái bài thơ đó quê hương là cầu tre nhỏ là chùm khế ngọt tự nhiên trong lòng nó da diết vô cùng là da diết trong khi sư phụ cách quê đâu có bao xa cũng ở trong đất nước việt nam thì những người việt nam ở xa xứ ở đất khách quê người ở hải ngoại họ sẽ nhớ nhà như thế nào họ sẽ nhớ quê hương như thế nào và họ thèm khát được sống lại với những cái ký ức đó cho nên mấy đứa con đừng có đánh mất đi những khoảnh khắc thần tiên của mình những di sản vô giá của mình bởi vì nó là hồn của dân tộc được tiếp nối được chắc chiêu từ bao thế hệ ông cha của mình từ khi mang gươm đi mở cõi bây giờ chúng ta chỉ có đón nhận nó duy trì nó bằng cách là dành thật nhiều thời gian cho nó để trong mỗi chúng ta là một quê hương mỗi suy nghĩ của chúng ta là một quê hương cho quê hương được sống mãi ở trong lòng của mỗi con người việt nam nhất là tết về Dù biết mấy đứa con lo lắng nhiều cho cái ngày tết cũng phải dành dụm tiền để đi về quê có chút quà cho ba má nhưng đừng nghĩ đó là trách nhiệm là bổn phận là gì hết không có quà cho ba má thì mình về mình chính là món quà lớn nhất niềm vui lớn nhất của ba má ở quê nhà chứ đừng nghĩ phải có tiền phải có quà đem về cho ba mẹ ở quê mà khi mình được trở về quê mình mới là cái món quà lớn nhất cho ba mẹ tại sư phụ có tiếp xúc với lại một số các cái phụ huynh mấy cô chú đó nói tết nhất cứ trong ngóng hoài thấy nó về mới yên tâm mới vui nhiều khi dọn nhà dọn cửa nhưng mà không vui trong cho con về nhưng mà tới giờ chót nó nói mẹ ơi con bận rồi con xin lỗi mẹ con không về được con đột xuất nhưng mà đi chơi vũng tàu rồi hú cái là đi liền bạn réo cái là chạy ba giò bốn cẳng chạy sao lại cười không đúng à cho nên mấy đứa con Tại trân quý những thứ đó để chúng ta tự hào mình là người Việt Nam được sống trong đất nước mà giàu cái nền văn hóa dân tộc. mấy đứa con cứ về quê sớm hơn đi, rồi cùng với cha mẹ mình đi ra dọn mồ mả ông bà mình, mấy đứa con sẽ thấy niềm vui ngập tràn ở trong đó. Rồi phụ với cha mẹ tháo màn tháo 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 uh, rèm ra giặt rồi quét dán nhện sơn lại một cái bức vách rồi gắn lại một cánh cửa đã mục nó tràn đầy những cái tình cảm ngọt ngào những cái đầm ấm mà không thể nào mấy đứa con tìm được ở nơi nào khác chỉ có quê nhà chỉ có nơi đó những con người đó thì chúng ta mới sống được trọn vẹn cái ân tình đó mà thôi hỏi thiệt mấy đứa con có thích tết không thứ nhất là xưa thấy tết nó buồn hơn là do cứ nhớ những cái tết xưa cái thứ hai là tết tới quá nhiều trách nhiệm gắn nhiều trách nhiệm lắm cho nên là cảm thấy nó, nó nó nặng nề bây giờ làm sao để ngày nào mình cũng sống đầy ân tình với nhau để ngày nào chúng ta cũng được hưởng cái không khí giao hảo quan hỷ hòa hợp với nhau thì chắc ngày đó là tết ở quê sư phụ đó có một cái truyền thống là tết đi thập tự thập tự đầu năm tức là đi 10 chùa để cầu an mà hồi xưa ở quê sư phụ đó là đi thập tự đó là đi tới chùa mà cái cái sư phụ của mình mình quý y đó mình thưa là năm nay con đi thập tự thì sư phụ sẽ viết cho một cái sớ một cái sớ trên cái giấy vàng sư phụ nhớ viết chữ nho và trên đó sẽ ghi 10 cái tên chùa và mình phải đi đúng 10 cái chùa đó đi đúng 10 cái chùa đó để dân hương lễ Phật để cầu an rồi đi tới mỗi một cái chùa đó là một cái vị trụ trì đó sẽ đóng một cái dấu ấn tam bảo của cái chùa đó vào trong cái chỗ cái chỗ mà ghi cái tên đó rồi mình đem cái đó về nhà nó như là một báo vật sư phụ không hiểu tại sao phải cực nhọc quá có khi viết cái tên chùa nó nằm trên núi sam á mà mấy đứa con biết hồi xưa núi sam là đi leo, leo đi lộ bộ không không, không có đi xe lên được gần chết mà cũng đi Mệt cách mấy cũng đi nó Cực cách mấy cũng đi Sau này mới hiểu được rằng Đi chùa Không phải là để chúng ta sinh lộc giống như ngày nay Mà đi chùa để tạo phước Chúng ta được lễ Phật Có nghĩa rằng chúng ta đang tạo phước Chúng ta được cúng dường tam bảo Có nghĩa là chúng ta đang tạo phước chúng ta lễ thầy trụ trì được lắng nghe thầy trụ trì dạy dỗ trong ngày đầu năm đó là chúng ta đang gieo những cái nhân viên phước báo rất là lớn cho nên sư phụ mong rằng tất cả mấy đứa con tết có đi đâu chơi nhớ phải đi chùa ha không cần cúng dường sư phụ đâu chỉ cần tới mình lễ phật giữa bao nhiêu nhộn nhịp của phố phường tất bật của con người nhưng mình ở đây mình quỳ mình chắp tay lòng thanh thản như mây bạc chỉ có mình với phật mà thôi không có một bóng dáng của một cái sự hơn thua hiềm khích nào trong cái ngày đầu năm và mình gửi gắm tất cả những tâm niệm trong sáng đó đến đức phật đó là một cái phước mai lớn nhất trong cuộc đời của mình còn có ánh sáng của phật pháp sôi rọi cho chúng ta đi chùa không đơn giản là chỉ có sinh lọc hái lọc mà đi chùa là để gieo cái phước báo để trồng cái hạt giống bồ đề vì ngày tết người ta đi chơi người ta tìm những thú vui riêng nhưng mình tìm một cái thú vui nhàn hạ thanh thoát và đầy trí tuệ đó là đi chùa lễ phật và tạo phước điền nếu các con duy trì cái nét văn hóa này mình rủ ba má mình đi rủ bạn bè mình đi mấy đứa con có con cái dẫn con cái đi ba thế hệ cùng đi chùa sư phụ tin chắc rằng phật đang ở trong ta phật đang ở trong mọi nhà phật đang ở trong mọi người đây là tinh thần phật hóa gia đình cả nhà ai cũng hướng phật ai cũng hướng đạo đức thì chúng ta không có lo gặp những nhân duyên trở ngại trên con đường học phật của mình mà trong một gia đình ba thế hệ đều tin phật đều kính phật đều học phật và tu theo phật thì chúng ta không có lo gì tất cả những chướng duyên những ác nghiệp đến với gia đình của mình đây là một cái cách mà chúng ta thể hiện cái tinh thần phật hóa gia đình của một người phật tử cho nên năm mới thầy xin chúc tất cả cùng với lại gia đình luôn giữ vững đạo tâm của mình và hướng đến những ý niệm trong sáng tích cực và sống bằng cái năng lượng bao dung độ tha giống như là ngài di lặc bồ tát có như vậy chúng ta mới xây dựng được một mùa xuân được gọi là mùa xuân vô năng thắng tức là không có mùa xuân nào hơn được mùa xuân của di lặc xin chúc tất cả luôn được an lành a di đà phật